Chào mừng anh em quay trở lại với Thanh Tòi nha. Ok anh em nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một cái clip nữa, đó là mình sẽ sử dụng cái bánh chưng này này. Nó sẽ là sức đánh 20%, chỉ mạng 20%, không thể giao dịch trong vòng 30 ngày mình sử dụng luôn nhá. Để mình đã đến 54 rồi các bạn ạ. Đừng tưởng 54 đấy. Sức đánh này sẽ bao nhiêu? 61k sức đánh này. 62k sức đánh này. 100k sức đánh này. Ui. Ui. Mà hẳn 51 phút à, gặp anh Namek rồi. Batman, ok, chúng ta cùng cùng chơi với nhau nào. À, từ từ mình làm cái giáp sên nữa để mình thắng đã. Hôm nay mình đi mình nhận cái nha các bạn ạ. Mình nhận cái ui xong luôn. Đấy, thúng nếp, mình nhận thúng nếp. Để làm gì ạ? Để mình làm bánh chưng. Đấy. Còn này không? Cái này 59 phút nha các bạn nhá. 59 phút thì mình xong cái này thì mình sẽ sang tương lai xem. Còn bánh tét này, được 15%. Nhưng mà bánh chưng kia là tốn nguyên liệu hơn các bạn ạ. Thì mình đi càng nhiều trong ngày mình càng được nhiều cái này. Đấy, các bạn cứ chăm chỉ là các bạn ngày, nhưng mà cái lá dong chỉ được 5 cái thì hơi ít nhỉ? Làm sao để làm lá dong được nhỉ? Một ngày chỉ được 5 cái lá dong. Hơi ít thật, thì mình còn nhiều thì ta ngoại còn 240 phút này. Mình cấp su kỳ bí nhiều phết này, bổ huyết này, bổ khí này. Bổ khí mình nhiều lắm, thôi ăn thử bổ khí này cho nó biết này. Bộ khí mình tận không được à? Đây sức đánh của mình là 100k nha bạn nhé. Thể tí nữa thì mình sẽ nâng cấp cái sức đánh của mình lên. Để tí nữa mình vào trong cái đội võ thuật là 23 này, võ thuật thứ 23 ấy, để test xem là được bao nhiêu. Hiện tại bây giờ sức đánh của mình là 102. 102 à? Còn nâng lên đập cái này lên 23 sao người ta? Cái này 900 rồi, này 45 cái này à? Cái này mình lại không có 15% sức đánh, mà con đệ tử nó lại là đệ tử xây ra, không phải đệ tử trái đất. Nhưng mà đệ tử nó trái đất thì mình lại có đô 18% sức đánh trái đất được cái nhỉ. 20 23, nói chung là mình toàn đồ hạn sử dụng thôi, không vấn đề gì cả. 100 cơ mà, được nhỉ. Từ bộ khí này thế nào, vẫn chưa hết là còn 2 phút à? À, mình đang tính là một con siêu cấp 1 thì không biết là một con nhi đồng thì không biết là các bạn có ủng hộ không. Nhưng mà khả năng nhi đồng là toang, siêu cấp 1 thì cũng toang. À, siêu cấp 1 thì chắc là siêu cấp 2 thôi. Ây gu, anh trai này ở đâu đấy? Anh trai này trái đất à? Trái đất rồi, toang rồi. Toang rồi các bạn ạ. Bổ huyết lên tí nào. Không có cho bổ huyết. Ây da. Chết rồi, toang rồi. Không biết mình còn đánh được không. Ủa, cái gì đấy? Cái gì? Làm sao? Ui giời ơi, con chim mà không lên được này. Không sử dụng được cái y là sao? Đen thật đấy. À đúng rồi, nó không có cái này. Thôi xong rồi, toàn. Thua rồi. Lại thua rồi các bạn ạ. Gặp đúng là Namek. Ăn thằng trái đất. Cái quá. Ây da. Thật là đen quá đi à. Không sao cả hả. Chúng ta lại quay trở lại em. Mình tiện thể đi rương nhé. Ngày nào mình đi rương các bạn ạ. Ngày nào mình cũng đi rương nhé. Ok. Hình như là sau 11 giờ 12 giờ nhưng không có giải. Mình đã có 2 thúng rồi. Rồi. Quả làm bánh chưng quên mất, mình chưa nấu bánh chưng. À đây, nấu bánh chưng ở đây cũng được, tiện thể nấu bánh chưng luôn. À đây 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 đây, đây. Tự nấu bánh chưng, này. Ok, hết luôn, hết toi toi luôn đấy. Nhưng mà cái này nhiều bạn mà có ngọc thì ngon đấy. Thôi về thuật 23 thôi, mình chỉ đi 23 thôi, 23 thôi, lên lên luôn. Với cái gì không vấn đề thì còn mấy con này nhanh lắm các bạn, mình sẽ tua các bạn đến những con cần đánh nhất. Ok anh em ơi, à, mình cuối cùng mình đã đến với cái vương trời xanh này đây rồi. Đủ ma men, mình không vào được cái này rồi. Cay thật nhỉ. Kìa, mình không sử dụng được cái này rồi, toang rồi. Đây rồi, đây rồi. Mày làm sao? Mày thế nào?
Nói chung là vì có chơi xin hàng này thì mình mới được học được các bạn ạ. Cay thật nhờ. Ây da ơi. Đây rồi, cuối cùng cũng làm được rồi. Nói chung mình có cái xe này phải chạy thật nhanh các bạn ạ. Xong bánh chưng kìa, mình nấu xong bánh chưng đấy. Ây, nói chung là mình chém thì cộng cả con quỷ chim nữa thì không biết, không chắc có được hay không. Bởi vì mình bam ra được 200k, quỷ chim 100k, 300k. Chắc là ổn đấy. Đây này. À, 200k 400 này. Đấy, chỉ mạng 400 này. 100 ớt ở là 200 các bạn. Tầm 200 wit có, không chắc có được không, mình không chắc còn là có win được thằng này không. Nhưng mà thằng này chơi bẩn lắm bạn, thằng này chơi bẩn lắm, thằng này cứ chạy chạy góc góc dưới khán đài, bắt đầu rồi bắt mình lao xuống đấy đấy, chuẩn bị này, chuẩn bị này đấy, mà mình tinh lắm, mình tinh lắm. Cứ ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, đúng rồi, ra đây, ra đây. Ở chỗ có chim đã thịt lắm các bạn ấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa. À mày, bực mình, ta thích con lợn nhựa này. Không biết là nhậu có được rương cấp 11 không? Nếu được rương cấp 11 thì ngon lắm bạn ạ. 49 phút cơ mà. Làm sao? Mày làm gì? Mày làm sao? Đã bảo làm sao rồi. Đã bảo rồi. Ừ, được. Ok. Cuồng nộ có rồi, các tưởng các thứ có hết rồi các bạn ạ. Ôi đừng, đừng. Please, please. Đúng rồi, đúng rồi. Hút máu nhanh. Mình hút máu liền mà. 79 nữa. Còn hơn phút nữa. Con chim này chắc chắn thọ được các bạn ạ. Đánh được con này thì mình sẽ được lên cấp 10. Ôi thế thật, chết rồi, toàn rồi. Máu lại lên kìa. Đáng nhiên hết item. Mất mất mấy giây. Thôi xong rồi. Mất item rồi. Cày quá, cày quá. Cày thật. Đây rồi. Không biết được còn bao nhiêu máu. Như vậy chắc tầm độ 20-30 máu đấy. Triệu máu ấy. Tầm chục triệu máu đấy. Ừ, làm sao. Chết chết toàn rồi. 100k mà mình đánh như vậy nó cũng gần chết đấy. Nào nào nào. Ơ kìa. Đấy, lại hồi nhanh, lại hồi nhanh. Nhanh nhanh nhanh, 20 giây, cố lên nào. Mình ấn cháy máy luôn các bạn ạ. Chim với mình thi nhau quẹt quẹt quẹt, cố lên, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, please đừng, đừng, ok, win các bạn ạ. Chết chết, có con này thôi, con này 150 triệu này, toang này. May quá, chim vẫn còn. Con này 150 triệu chắc là ok đấy. 100 đấy các bạn nhá, 5x 100k sức đánh là có thể là win được rương 11 nhá. À, có thể thôi. Chứ không thể là có thể win được đây. Đấy, cứ đánh đi, cứ đánh đi đấy. Này, chim cứ mổ này. Thay thì được cái nó đứng im. Thì mình không biết là mình cho cái con thanh to vào, từ từ mình phải cho cái thanh to vào. Xem là nó đang bao nhiêu. Mình có con thanh to dịch chuyển tức thời mà. Nó chỉ đánh đây thôi. Từ từ đã, mình sẽ xem là nào. Có thanh toàn thì nó ăn được cái rương cấp 11 rồi. Di chuyển đến. Đây rồi. Ôi nó đủ 119 triệu rồi. Ôi nó 110 mấy triệu các bạn. Bởi vì mình lấy các thanh toàn đo đo sức mạnh của nó mà. Để mình chém mỗi phát được 400. Ui giờ bây giờ phải đối, nó với hết 100 triệu. Bây giờ mới đến 100 triệu các bạn ạ. Ui toàn rồi. Toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi. À, Buma, mình phải đeo Buma vào. Sissi Buma vào. Sissi Buma vào cho sử dụng. Đấy. Sissi Buma vào cho sử dụng để cho tăng tốc độ các bạn thấy không? Đấy, để tăng cái sức đánh của đệ tử đấy, à, của bạn đứng cạnh lên. Đấy, yêu cầu số mệnh này một. Được rồi các bạn ạ. Tăng sức đánh cho người đứng bên cạnh. Đấy, vừa nãy bắn 490 đấy, vừa nãy 410 đấy. Giờ 100 mấy đấy. Các bạn 78 triệu rồi, chơi đồ 78 triệu là mỗi phút, mỗi giây được 1 triệu không? Không, chơi rồi, toang rồi, khéo thua rồi, 75 rồi.
Chết rồi, hai chém. Ui. Chết 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 chết. Phải đánh nhanh luôn. Chết rồi, mình mất mất mấy giây không có chim rồi. Toàn 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 rồi. 6 ta, 64 rồi. 60 triệu rồi các bạn ạ. Không biết kịp không. Nếu mà được đường cấp 11 thì ngon quá. Đấy, thường thường là mình không được 100k cho đánh đâu. Mình phải vận hết nội công, vận hết item lên mới được đấy. Thơm rồi, thơm rồi, thơm rồi. Như vậy thì đi săn Goku Black Goku ngon. Nhưng mà mình phải có bánh trưng Tết các bạn. Phải bánh trưng ngư. Hạn sử dụng 30 ngày thì trong vòng 30 ngày tới thì mình không biết là mình cày được cái lên sức mạnh không. Nhưng mà chắc đợt Tết này mình đầu tư vào này 50 tỷ luôn. 30 triệu rồi các bạn ơi. 30 triệu rồi. Mai mình phải rồi 30 triệu rồi. Mai mình phải ấy các bạn ạ. Phải là gì? Mai phải mình phải cày. Mình cày này bánh để cho vào rơi tầm độ vài chục bánh, bởi vì là mai là đi đạo phật. Ừ, nhưng mà cái lá rong mình một ngày chỉ được nhận được 5 lần, cay thế nhở, một ngày chỉ được 5 lần thôi các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ về mình cày các bạn nữa. 16 triệu rồi, ngon. 14 triệu rồi. Ôi chứ kịp không, kịp không, không biết chắc kịp không. 10 9 8, ôi thôi thua rồi. 7 6 5 4 3 2 1. Ô win à, ô win nè, ngon, ô thơm các bạn ạ, được các bạn ạ, hãy mở về đại hội thuật ngon. Từ từ mình chỉ đi giải siêu hạng nào, giải siêu hạng này mình miễn phí 3 vé, ô luôn thằng này đi. À, từ từ đã, mình đặt đổi khu khác này nào, khu không này, không được chuyển khu à. À vẽ ôn thằng này thế nào, đang chơi thi đấu. Được. Xem là xem top này nào. Top cho cao thủ của này. Ui thằng này á, cày đấy 100. Mấy bọn này nó mình chưa biết cách bưu ngọc ở đây các bạn. Ăn luôn thằng này đi. Lên luôn. Ưu tiên ngay mà. Ôi giời ơi. Úi giời, thôi 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 toàn. Nói chung cái này mình không ấy lắm. Không sao các bạn ạ. Thế là mình cũng đã khá là ngon đấy. Xem nào, thử chỉ tém xem nào. Tém tém một tí xem nào. Úi giời, được đấy. Và là lương cấp 11 ngon này các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình chắc là mình chỉ lại tiếp tục mình đi áp cao su kỳ bí thôi. Áp cao su hoặc là áp vài cái vớ bao vẩn thôi. Có thể cao ken, đại cao ken này. Đấy. Ngon lành quá ha. Mình cứ tưởng phát đến mình thua, hóa ra mình win các bạn ạ. Trời ơi, nó mới chỉ cần 100 triệu, à 100k sức đánh nào win được rồi. Cần gì phải 250k sức đánh đúng không các bạn? Ok, và chắc là video mình cũng kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Và chắc là bây giờ xin chào anh em, gặp anh em ở các clip tiếp theo nhé. Bye mọi người. Và đừng quên lại cho mình xin một like, một subscribe nhá. Hey.